Hi everybody, welcome back to my Toon Game Play channel. Chào các bạn đã quay trở lại kênh Toon Game Play của mình trong hôm nay. Trong video sẽ em series 12 tựa game nổi bật nhất trong những thời gian gần đây. Với tựa game đầu tiên mình cùng các bạn khám phá ngày trong video này đó chính là Trong Quét Internet EMS. Mình sẽ đầu từ đầu tiên nhé. Đơn giản các bạn nào. Đút dây điện nào. Level 4. Ok. Bucket. Ok, level 5. Đã thấy giống ngon chưa bạn? Cho người chiến thắng nữa. Oh, no. Cái dáng sơn hồn các bạn ạ. Ngộ độc khí. So amazing. Ok, dễ dịch chung cái này. Bạn đi nào. Đây các bạn, quét mã QR, QR. Đây. That's it. No. Một lần ấn là một lần cháy nhà to hơn các bạn. Yeah. Tiếp tục nào. Đó. Xin bộ. Con dị ở thẻ này. No 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 no. Try it again. Okay. So. No, no. Nào, hơi dọa rồi. Đi xuống nào. Đi xuống nào. Oh my god. Something nice. Cho
One should be good for us. Ok, mình có thể game rồi, game Gambit. Mình sẽ chuyển sang từ game thứ hai cho mình nào. The funny game, có tên là Bandit. Bandit Run. Mình chưa chơi từ nâng cấp một chút nào các bạn. Yeah, average. One more time. Let's go. Can you not? Okay, we have X-ray. This is it. Just try the game to run. Back now. Đây là một tựa game khá thú vị các bạn. Một tựa game cực kỳ nó cuốn rồi. Run. Chơi từ Never Let's Run. Front row. Cho bóng sao? Thank you.
trong 2 phút 7 giây. Tiếp thứ tư là Ice, Let's Carry On Again. Chơi cho nó hát, okay. Nhân đậu đủ 30 thứ tiền rồi. Nó có thể thường thắc ở đây gọi. Nice, stay here. Chúng ta xuống tầng rồi. Chúng ta lên tầng rồi. Hãy đi thẳng xuống dưới nhé. Hãy đi thẳng xuống phía này. Mình cậu trả hết phải hết bạn. Trên trên 30 rồi. Careful. Chơi ủng kêu các bạn, theo cái tài dưới cho mình này. Rồi xong. Rồi chiếc xăm đang ở đây nữa các bạn. Không xem cho ta có gì nào. Oh my god. Chạm vào cô ta sẽ không bắt được phải. Be careful. Có thể xuống tầng hẳn không?
nên mình qua chơi gọi này. Mình qua rồi. Mình xuống phía dưới nào. Oh my god. Mình có gì chạy vậy? No. Ok, crazy rainy craft. Tiếp tục rainy fight. Be careful. One shot. Okay. Next one. Next rival. Mình chuyển sang nhân vật này nào. Quẹt rồi bạn. Một một nào. Hết chỗ nào rồi. Một một rồi, nâng được đánh cho ta này các bạn. Go for place. Turn it out. Mình tiếp tục với tập game Holy Mobile nào các bạn. Continue. Cho cùng à. Để làm tiếp những cái diễn biến chúng ta đang còn dang dở trong tự kỷ mình nào. I throw. Có người đang chạy đến phía những kiểu các bạn. Open it. Đi phía trên này. Trên màn này có bóng rồi. Is this my phone? Yes, what is it? Oh my god, I thought it was no. Unbelievable. Ôi trời, cắt được đuôi rồi. Đâu có khởi động được cái máy này, lấy cho vòi nhờ. Hắn lấy cho vòi chỗ này các bạn. Để có thể hút nước ở trên tầng 2 rồi. Nước rồi.
phân rồi gọi cho dầu cái bề không thôi, một nước thôi. Mình sẽ ra nào. Cho đất lên nào các bạn. Ông ta giấu món đồ, đó chính là chiếc chìa khóa mà chúng ta cần phải lấy. Ok, không sao hết các bạn, it's okay. Trước mô hình của nhóm của chúng ta là đây chính là cánh cửa được liên kết với đấy, cánh cửa và đời của chúng ta đó. Yeah. It is. Đây chúng ta các bạn, còn nào. Ta tôi tận vào đây được không? Tài thật. Ok, còn nào học. Chắc chưa thoát được rồi. Nếu phát hiện thì cũng đã quá muộn rồi các bạn. Bây giờ mình chỉ chuyển sang tự email thứ 7 nào, Ice Cream 3 Keep the rest. Let's play now. Cô chuẩn cho nhà mình nào. Chứ còn thế nào các bạn. Này. Mình bấm được rồi. Đây là khu trung điện. Đã xích cửa ô tô. Cho lập tức lên để di chuyển nào. Xuống dây này các bạn.
ăn cho người bạn. Ồ đây không có luôn, chắc ở bên kia rồi. Is anybody looking? Hmm? Yeah. Come on, what? Anybody watching? I'm going to count some kids today. I'm looking for the chump puppy ones. I'm going to find me some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun. Mấy đôi giày nào bạn? Be careful with you. Di chuyển đến đường 2. Last stop in this game. Để rơi dày trong đây đâu bạn. Yeah. Cho anh ấy chìa khóa nào. Đi circus kì. Chìa circus. Đến ngôi nhà nào. Mở cửa ra. Mấy con ngựa gỗ rực rỡ rồi các bạn. Ra đâu bạn. Ice cream man. Mình trên đây với mình nào. Gặp Charlie, một cậu bạn này, tôi đã từng cứu ở Chapter One các bạn. Jay, yeah. Is that you? What happened? How did Rod capture Liz? I'm not afraid of that stupid ice cream maker. Sir, are we not friends anymore? Looks like you didn't do very well. Next time, be sure to keep me in mind. Remember that I am the bravest of the four. Mm. Well, yes. What can I do for you? Follow me. Yeah, let's go. Go be Santa. Ice cream man. Thêm một ngũ màu vàng mình sẽ trước này các bạn. Cho nó cực đã có ra này. Nếu có vướng cản trở gì không? Yeah. Charlie is here. Chỗ bên đây xe nào bạn. Ok, di chuyển hơi. Shopping center.
nên thứ hai với mình không? Open the door. Đây, đi sang trong cái cửa hàng nào. Sẽ chọn trên đây nào. Đây là bạn. Chúng ta đi tìm ở đâu có chiếc chìa khóa. Chiếc xe nào. Đây các bạn, chúng ta nỗi này vào queue list nào. Cho biết cuối được trốn trong vụ cây trong đây các bạn. Jay, it's you? What happened the other day? How do you think of jumping with the van running? How? So that was what Charlie wanted to tell me? Where is he? Is he okay? Yes. In the end, I managed to jump at one of the stops. Are the others okay? Well. Oh! It is so nice! We have to do something. Okay, I'll follow you. Don't go touch your timer. Đi nói thì gần nhất thì cô có thể đi theo xa các bạn nhé. Cho cô ấy ra nào. Còn chó sẽ đi vào bãi đất trong nào. Này, con ngựa gỗ tiếp theo các bạn. Explore. Một chút thôi nào. Chào mừng bạn cho ngày hôm nay. Điều hướng đưa ra là gì các bạn? 3, 4, 0. Cái này thằng gấp cái này. Quên mất mình chưa đây nè.
Ok, quay trở lại đây để nói trước công nghệ thì tuy nhiều vậy này. Bây giờ mình chuyển sang tự kiểm thứ 8 các bạn. Scare đi tí cho bạn đi. Let's play. Trouble in the bowl nhé. Ok. Let's save up some trouble by ruining Miss Steve breakfast. I'm definitely the best chef in the world. Without it being as weird as that song. What? Oh, I'm looking forward to having my favorite breakfast. Yummy. Nó có lên màu xanh này, cho số nào ạ. Đến nó sẽ cực kỳ đâu. Này cực kỳ vật dụng thì mình có thể dùng được ạ. À, sử dụng như là trước á. Đi chiếc xăng này, tiền trông kẹt. Đi quán cà phê. Ta nghe rồi. Có tất cả 6 chiếc đồng được ạ. Đã tìm hỏa hết rồi. Cho nó có chiếc thiết thằng quài này. Ăn thử. Going to kill some kids today. I'm looking for the chop clubby one. I'm going to find me some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun. Để bạn ta chống rồi nào. Bạn ta chống rồi, đi sang đàn. Mời chị. Chung rồi các bạn. Ông ta đã ngắt rồi.
Nhanh nào. Lần này tất cả các bạn. Có gọi trang phu bên này nào. Để chiếc chìa khóa cho các bạn này. Và tình các bạn lên mẫu màu đấy của súng nào. Oh. Ra bắt tin thêm một phút nữa. Cùng mình sẽ đến bãi đỗ xe và văn phòng vấn đề đi chiếc khóa của Anthony này. Okay, mình chuyển sang tiếp game thứ 10 này các bạn. Snan Arena The Shell nữa. Let's go. Mình tìm tất cả các phòng trong này. Door is locked. Phòng quá nhưng nó không có một thứ gì hết bạn. Oh my god. No. No way. I believe you. Okay, Sinan Rising. Nhìn chọn căn nhà thì dễ nhìn nào. Chuyển sang tiếng cuối cùng nào, Body Basics. Welcome to Bali Basics in Education. Oh, hi. Welcome. You need to collect two notebooks for you to use notebook. These doors. You can use these doors. Phải tìm bài học của sách trước các bạn. Now it's time for everything. Great wow. Job, great job. That's right. Tìm sách hai nào. You did great. Come here and get a prize. A shiny quarter. Problem one. You're doing grand good one. Nhầm các bạn. Thứ tiếng bị che thì mình không thể tính được nữa. No running in the halls.
No way now. 15 seconds. Detention for you. Your parents will hear about this one. Oh my god. Ok các bạn, ở đây các bạn đã đến cuối cùng trong video này. Mình muốn giới thiệu các bạn cho đầu tiên game play của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Thank you so much and see you soon. Goodbye.